Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc. Tập 67. Chương 661, Anh Linh Quả tới tay. Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, tiếp nhận lá bùa màu vàng. Quảng Đông Nhân cùng bà lão áo bào vàng hóa thành hai độn quang bay về phía hang động, Vương Trường Sinh tìm một chỗ trốn đi. Không qua bao lâu, trong hang vang lên một trận tiếng nổ thật lớn, hai độn quang từ trong đó bay ra, hướng thẳng về phía chân trời. Hai tiếng rít quái dị vang lên, hai con rết khổng lồ lưng mọc bốn cánh, giống như làm từ vàng vỡ vụn bay ra từ trong hang động, rõ ràng là yêu trùng bậc ba thượng phẩm, tốc độ cực nhanh. Sau khi hai con tứ dực kim minh công biến mất ở phía chân trời, Vương Trường Sinh hóa thành một luồng độn quang bay vào hang động. Hang động này kéo dài mãi, bốn phía là đá cứng. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh xuất hiện ở một cái hang động thiên nhiên lớn hơn trăm trượng. Ở góc dưới bên trái hang động, có một cây ăn quả màu vàng nhạt cao hơn ba trượng, toàn thân trải rộng các vòng hoa văn màu vàng, giống như đúc từ kim loại. Phiến lá hình thoi, giống như vàng vụn, linh quang lập lòe, trên cây treo hai trái cây ánh vàng rực rỡ, quả thực ngoại hình giống một đứa bé cỡ nhỏ ngủ say. Anh Linh Quả, ánh mắt Vương Trường Sinh có chút nóng rực, nhưng rất nhanh, hắn liền lộ ra một khuôn mặt mướp đắng, chỉ có hai trái anh linh quả. Dựa theo ước định trước đó, hắn không có phần, hai trái anh linh quả này thuộc về Quảng Đông Nhân cùng bà lão áo bào vàng. Ngoài thất vọng, Vương Trường Sinh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói thật, nếu có ba trái anh linh quả, vậy mới là phiền toái. Cho dù thật sự có thể được chia một trái anh linh quả, hắn ngủ cũng không ngon. Quảng Đông Nhân là kết đan tầng 7, Vương Trường Sinh là kết đan tầng 1, thực lực chênh lệch quá lớn, thứ khác còn dễ nói. Anh linh quả loại linh quả có thể tăng lên tỷ lệ kết anh này, Quảng Đông Nhân thật sự đồng ý chia cho hắn một quả. Ở trước mặt lợi ích thật lớn, quan hệ của Vương Trường Sinh cùng Quảng Đông Nhân chưa chắc có thể duy trì tiếp. Hắn buông ra thần thức, cẩn thận nhìn quét hang động một lần, cũng chưa phát hiện bất cứ khí tức nào. Xuất phát từ cẩn thận, Vương Trường Sinh thả ra hai con khỉ vượn rối thú, đi về phía cây anh linh quả. Một bước, 10 bước, 20 bước. Ngay tại thời điểm con khỉ vượn rối thú tới gần cây anh linh quả cách 10 trượng, hai tia chớp màu vàng thô to từ trên trời giáng xuống, đánh chuẩn xác ở trên thân hai con khỉ vượn rối thú. Hai tiếng nổ thật lớn vang lên, hai con rối khỉ vượn tan xác. Một tiếng rít quái dị vang lên, một luồng hào quang màu vàng chợt từ trên trời giáng xuống, chính là một con tứ dực kim minh công, bậc ba trung phẩm. Tứ dực kim minh công vỗ bốn cái cánh, tiếng xe gió xẹt xẹt vang lớn, một mảng lớn lưỡi đao gió màu vàng bắn nhanh ra. Vương Trường Sinh hơi biến sắc, vội vàng lấy ra cửu khúc thần xa, hóa thành một tấm khiên màu vàng che ở trước người. Một đợt tiếng phành phành trầm đục vang lên, tấm khiên màu vàng không chút, sứt mẻ. Ầm ầm ầm, một tia chớp màu vàng thô to chợt đánh thủng tấm khiên màu vàng, cũng lóe lên đánh ở trên người Vương Trường Sinh, một mảng lớn hồ quang màu vàng bao phủ thân thể hắn. Vương Trường Sinh hít một ngụm khí lạnh, một cơn đau đớn khó có thể chịu được truyền khắp toàn thân. Trên không lôi quang màu vàng chợt xuất hiện một luồng hào quang màu vàng, chính là tứ dực kim minh công. Nó vừa muốn động thủ công kích Vương Trường Sinh, tấm khiên màu vàng hóa thành một mảng lớn hạt cát màu vàng. Xoay vù vù, biến ảo thành một bàn tay khổng lồ màu vàng lớn mấy trượng, như tia chớp bổ về phía tứ dực kim minh công. Tứ dực kim minh công bị bàn tay khổng lồ màu vàng vỗ trúng, nhất thời bay ngược đi, va vào trên vách tường. Nó vừa đứng vững thân thể, một tấm bùa màu vàng nhạt bay vút tới, hóa thành một cái bát khổng lồ màu vàng nhạt, úp ngược nó ở bên trong. Vương Trường Sinh thu hồi cửu khúc thần xa, hóa thành một luồng độn quang bay đến dưới anh linh quả, hắn ngẩng đầu nhìn. Phát hiện trên lối vào hang động có một cái hố thật lớn, vừa rồi tứ dực kim minh công chính là nấp ở trong hố. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, trong lòng Vương Trường Sinh chấn động, vội vàng hái hai trái anh linh quả, thu vào trong chữ vật châu. Ngoài thân hắn sáng lên hào quang màu vàng, muốn độn địa chạy trốn, nhưng thổ độn thuật mất đi hiệu lực. Hiển nhiên, dưới lòng đất có quặng kim loại nào đó, thổ độn thuật mất đi hiệu lực, hắn vội vàng hóa thành một luồng độn quang chạy ra phía ngoài. Hắn vừa bay ra khỏi hang, một tiếng nổ thật lớn vang lên, một tiếng giống quái dị vang lên, một tia chớp màu vàng to như cối xay bắn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vội vàng dùng cửu khúc thần xa, hóa thành một món áo giáp màu vàng, bảo vệ toàn thân. Ầm ầm ầm.
tia chớp màu vàng đánh ở trên thân Vương Trường Sinh, một mảng lớn lôi quang màu vàng bao phủ thân thể hắn. Tứ Dực Kim Minh Công hóa thành một luồng hào quang màu vàng đuổi theo ra. Đúng lúc này, năm con mãng xà băng màu trắng bay ra từ trong lôi quang màu vàng, đánh về phía Tứ Dực Kim Minh Công. Mãng xà băng màu trắng tốc độ rất nhanh, lập tức tới trước mặt Tứ Dực Kim Minh Công. Ồ! Một giọng nam tử lạnh như băng vang lên, năm con mãng xà băng màu trắng hầu như cùng lúc nổ tung ra, hóa thành một mảng lớn khí lạnh màu trắng, bao phủ Tứ Dực Kim Minh Công. Ngoài thân Tứ Dực Kim Minh Công nhanh chóng kết băng, từ giữa không trung rơi xuống. Hai tiếng rít quái dị vang lên, hai luồng hào quang màu vàng xuất hiện ở chân trời, hào quang màu vàng chưa hạ xuống đất. Hai cột sáng thô to vô cùng màu vàng đã từ trên trời giáng xuống, đánh về phía lôi quang màu vàng. Ầm ầm ầm, một trận tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lôi quang màu vàng bừng sáng. Tiếng xẹt xẹt vang to, lưỡi đao gió màu vàng rậm rạp từ trên cao hạ xuống, nối đuôi nhau nhập vào trong lôi quang màu vàng. Thời gian ba nhịp thở qua đi, lôi quang màu vàng biến mất, trên mặt đất có thêm một cái hố thật lớn cháy đen, không có lấy một bóng người. Ba con Tứ Dực Kim Minh Công hổn hển phun ra một mảng lớn tia chớp màu vàng, phá hủy nhiều cây to che trời. Trong hang núi bí ẩn nào đó, Vương Lâm ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, khí tức uể oải. Một lát sau, hắn mở hai mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 662, một khoản bồi thường. Chết tiệt, lại đuổi tới rồi, thượng quan lão tặc, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đoạt lại vị trí tông chủ Cửu U Tông. Vương Lâm lẩm bẩm, lật tay lấy ra một cái khay ngọc màu đen to bằng bàn tay, trên đó phù văn lưu chuyển không ngừng, tản mát ra một đợt dao động không gian. Hắn đánh lên trên mấy pháp quyết, khay ngọc màu đen phun ra một mảng lớn hào quang màu đen, bao phủ thân thể hắn. Một lát sau, hào quang màu đen tan đi, Vương Lâm biến mất không thấy nữa. Cánh rừng hoa đào nào đó, Quảng Đông Nhân cùng bà lão áo bào vàng đứng ở dưới tàng cây một cây hoa đào, hai người nhíu mày. Hừ, cũng ba ngày rồi, Quảng đạo hữu, người ngươi tìm cũng quá không đáng tin rồi, cũng may lão thân đề phòng hắn một chiêu, chỉ tiếc hai trái anh linh quả kia. Bà lão áo bào vàng dùng một loại giọng điệu thương tiếc nói, sớm biết như thế, bà ta nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng để Vương Trường Sinh đi hái anh linh quả. Vương Trường Sinh vi phạm lời thề, chết rồi không quan trọng, anh linh quả bị mất, muốn một lần nữa đạt được anh linh quả, sẽ không dễ dàng như vậy. Có lẽ là Vương đạo hữu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta tin tưởng hắn sẽ không nuốt riêng anh linh quả. Hơn nữa, hắn không phải lưu lại lời thề ở trên sát quỷ cấm thư rồi sao? Quảng Đông Nhân giải thích cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh có gia tộc làm liên lụy, hậu quả nuốt riêng anh linh quả rất nghiêm trọng, hắn càng có khuynh hướng Vương Trường Sinh gặp nguy hiểm hơn. Hừ, Thiên Lang bí cảnh cũng sắp đóng cửa rồi, vị trí truyền tống ra ngoài là ngẫu nhiên, về phần sát quỷ cấm thư. Hắn cho dù là vi phạm lời thề, cũng sẽ không lập tức phát tác, nếu là có tu sĩ Nguyên Anh giúp hắn hóa giải, chưa chắc không thể giải được. Giọng điệu bà lão áo bào vàng tràn ngập oán khí, nếu không phải Quảng Đông Nhân bảo đảm, bà ta sẽ không để Vương Trường Sinh đi hái anh linh quả, bây giờ giỏ trúc múc nước công dã tràng, bà ta hối hận xanh cả ruột rồi. Ta tin tưởng hắn sẽ không độc chiếm anh linh quả, chúng ta chờ một chút nữa đi. Vương Trường Sinh nuốt riêng anh linh quả, Quảng Đông Nhân khẳng định sẽ không cứ như vậy cho qua, nhưng nếu Vương Trường Sinh chia cho hắn một trái, đó lại là một câu chuyện khác. Quảng đạo hữu, các ngươi sẽ không là hợp tác với nhau, cố ý bố cục để lão bà đây nhảy vào trong chứ? Bà lão áo bào vàng mặt âm trầm nói, trong đôi mắt đục ngầu có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Kim phu nhân, ngươi đừng vu tội lão phu, nếu lão phu muốn làm như vậy, còn có thể hội hợp với ngươi sao? Hơn nữa, Vương đạo hữu cũng sẽ không lấy tính mạng mình ra giỡn, ai biết có thể cởi bỏ cấm chế sát quỷ cấm thư hay không. Nói thật, Quảng Đông Nhân quả thật từng có ý nghĩ này, nhưng làm như vậy phiêu lưu quá lớn, Vương Trường Sinh chưa chắc đáp ứng, nhỡ đâu không giải được sát quỷ cấm thư, Vương Trường Sinh sẽ phiền toái. Đúng lúc này, trong lòng Quảng Đông Nhân vang lên một trận tiếng rít, hắn từ trong lòng lấy ra một hạt châu màu vàng, chính là Huyền Nguyệt Tử Mẫu Châu. Quảng Đông Nhân lộ vẻ mặt vui mừng, Vương đạo hữu đến rồi. Hắn không nuốt lời. Hắn nâng tay, hạt châu màu vàng bay về phía tây nam, Quảng Đông Nhân cùng bà lão áo bào vàng đi theo phía sau hạt châu màu vàng. Một khắc đồng hồ sau, Quảng Đông Nhân,
bà lão áo bào vàng và Vương Trường Sinh ba người hội hợp ở một ngọn núi cao. Quần áo trên người Vương Trường Sinh rách rưới, trên hai cánh tay có một chút vết máu. Sau khi hái anh linh quả, hắn độn địa chạy trốn, nhưng hắn cực kỳ xui xẻo, đụng tới ba con khâu dẫn thú bậc ba hạ phẩm, chỉ có thể chui ra khỏi mặt đất. Kết quả đụng tới một con yêu cầm bậc ba phong hỏa thuộc tính, thật không dễ gì trốn xuống sông, lại đụng phải yêu ngạc bậc ba trung phẩm. Giải thích, khâu dẫn nghĩa là con giun, còn từ ngạc nghĩa là cá sấu. Hết giải thích. Bằng vào mấy món pháp bảo, Vương Trường Sinh cuối cùng còn sống, nhưng cũng bị thương nhẹ, nếu không phải thân thể hắn đủ cường đại, chỉ sợ đã bị thương nặng rồi. Vương đạo hữu, ngươi xem như chạy tới rồi, anh linh quả đâu? Bà lão áo bào vàng sốt ruột không dằn được hỏi, vẻ mặt hấp tấp. Trong hang đó còn có một con tứ dực kim minh công bậc 3 trung phẩm, ta vừa hái anh linh quả. Hai con tứ dực kim minh công bậc 3 thượng phẩm đã trở lại, các ngươi thiếu chút nữa hại chết ta, chung quy phải cho tại hạ một ít bồi thường chứ. Vẻ mặt Vương Trường Sinh lạnh nhạt, trên tay lấy ra hai cái hộp ngọc màu vàng. Anh linh quả chỉ có hai trái, Vương Trường Sinh không có phần, hắn thiếu chút nữa chết ở trên tay yêu thú, tự nhiên phải đạt được một khoản bồi thường. Chuyện này không liên quan tới chúng ta, hai con tứ dực kim minh công kia muốn quay về, chúng ta căn bản ngăn không được. Chúng nó là yêu trùng biến dị, thực lực cường đại, cho ngươi 10 vạn linh thạch làm bồi thường, thế này chung quy được rồi chứ. Bà lão áo bào vàng nhíu mày nói, ánh mắt nhìn chằm chằm hộp ngọc màu vàng trên tay Vương Trường Sinh. Linh thạch ta cũng có, ta muốn thứ khác, thiên địa linh thủy hoặc tài liệu luyện khí, thứ khác cũng được, tính mạng Vương mỗ cũng không chỉ 10 vạn khối linh thạch. Ánh mắt bà lão áo bào vàng lạnh lùng, Vương đạo hữu, ngươi đang uy hiếp lão thân. Uy hiếp chưa nói tới, vì hái hai trái anh linh quả này, Vương mỗ thiếu chút nữa đã chết, sự tình liên quan nguyên anh đại đạo, hai vị đạo hữu sẽ không so đo với ta chứ. Vương Trường Sinh chủ yếu là muốn bắt chẹt bà lão áo bào vàng một khoản, về phần Quảng Đông nhân, cho bao nhiêu hắn cầm bấy nhiêu, hắn còn chưa. Ngu xuẩn đến mức công phu sư tử ngoạm đối với hai tu sĩ kết đan tầng 7. Vương đạo hữu lấy thân mạo hiểm là nên đạt được một khoản bồi thường, những tài liệu luyện khí bậc 3 này cho ngươi làm bồi thường đi. Quảng Đông nhân phất tay áo bào, mấy món đồ xuất hiện ở trên mặt đất, 5 khối khoáng thạch màu lam nhạt, 5 khối khoáng thạch màu vàng, một khối viên mộc màu vàng dài 5 thước. Bà lão áo bào vàng do dự một lát, lật tay, một cái hộp ngọc màu lam dài 3 thước cùng một cái hộp ngọc màu lam xuất hiện trên tay. Ở đây có hai món pháp bảo, tự ngươi chọn một món đi. Nhưng làm bồi thường, khối kim Việt Linh mộc này cùng 5 khối kim canh khoáng thạch kia thuộc về ta. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 663, Song Đồng Thử Động Dục, 1. Mỗi lần Thiên Lang bí cảnh mở ra, đều sẽ có tu sĩ kết đan ngã xuống ở trong. Hai món pháp bảo này chính là di vật của tu sĩ kết đan trước kia tiến vào Thiên Lang bí cảnh. Bà lão áo bào vàng ngẫu nhiên đạt được, bà ta cảm thấy phẩm chất quá thấp, liền lấy ra, thuận tiện đổi một khối linh mộc 600 năm tuổi. Kim Việt linh mộc 600 năm tuổi là tài liệu chính luyện chế lá bùa bậc 3, bản thân bà ta là chế phù sư bậc 3, một khối kim Việt linh mộc lớn như vậy. Lấy để luyện chế một món pháp bảo phòng ngự cũng không có vấn đề, dùng một món pháp bảo mình không dùng được đổi vật mình cần, chắc chắn kiếm chứ không lỗ. Trong hộp ngọc màu lam là một cây côn sắt màu lam nhạt, cầm lên nhẹ bẫng, nhưng sau khi rót vào pháp lực thì nặng mấy ngàn cân. Trong hộp ngọc màu lam còn lại chứa một cái vuốt sắt màu lam, pháp bảo phi trảo, thứ này trái lại hiếm thấy. Vương Trường Sinh tự nhiên là lựa chọn cây côn sắt màu lam nhạt kia, như ý huyền ngọc côn, pháp bảo bậc 1 hạ phẩm, vừa lúc thích hợp hắn sử dụng. Hắn thu hồi pháp bảo cùng tài liệu trên mặt đất, đưa hai cái hộp ngọc màu vàng cho bà lão áo bào vàng cùng Quảng Đông nhân. Sau khi hai người xác nhận không có sai lầm, trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng nồng đậm. Kim phu nhân, có thể giải trừ cấm chế sát quỷ cấm thư chưa? Vương Trường Sinh trầm giọng hỏi, tuy nói hắn chưa trái với ước định, nhưng hình lệ quỷ kia ở ngực khiến hắn có chút lo lắng. Đúng lúc này, một đợt tiếng rít chói tai từ trên thân ba người truyền đến. Không ổn, bí cảnh sắp đóng cửa rồi, Vương đạo hữu, vị trí truyền tống ra ngoài là ngẫu nhiên, vị trí ở trong phạm vi trăm dặm quanh Thiên Lang bí cảnh, ngươi tốt nhất. Quảng Đông nhân còn chưa nói xong,
một mảng lớn hào quang màu trắng sáng lên ở dưới chân bọn họ, bao phủ thân thể bọn họ. Khi Vương Trường Sinh phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình xuất hiện ở trong một hẻm núi hẹp, cách đó không xa có một hang núi. Hắn buông ra thần thức, cũng chưa phát hiện tu sĩ cấp cao khác tồn tại, điều này làm hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chuyến đi Thiên Lang bí cảnh một lần này, Vương Trường Sinh thu hoạch quá nhiều, đương nhiên, thu hoạch của hắn không có cách nào so với Quảng Đông Nhân, nhưng Vương Trường Sinh cũng biết đủ rồi. Hắn cân nhắc một lát, nâng bước đi về phía hang núi cách đó không xa. Hắn tính luyện hóa Như Ý Huyền Ngọc Côn, sau đó quay về Thanh Liên Sơn Trang. Trên không mảnh rừng rậm màu đen nào đó, một bóng người chợt từ giữa không trung ngã xuống, chính là Vương Lâm. Hắn sắc mặt tái nhợt, bộ dáng pháp lực tiêu hao quá độ, ngoài thân vết thương chồng chất, quần áo không che thân, nhìn qua cực kỳ chật vật. Chết tiệt, xem ra không giải trừ cửu u huyết quỷ cấm, những tên kia nhất định sẽ đuổi theo, mà thôi, cùng lắm thì bỏ qua một thân tu vi này, sống sót mới có thể báo thù. Vương Lâm lẩm bẩm, hóa thành một đạo độn quang màu đen bay về phía xa. Ba ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua. Trong hang núi nào đó, Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, một cây côn sắt màu lam dài hơn một trượng lơ lửng trước mặt hắn. Toàn thân trong suốt lấp lánh, như linh ngọc nào đó tạo thành, phần đầu có khắc năm chữ to Như Ý Huyền Ngọc Côn. Hắn vẫy tay về phía Như Ý Huyền Ngọc Côn một cái, Như Ý Huyền Ngọc Côn bay đi đáp ở trên tay Vương Trường Sinh. Hắn quát nhẹ một tiếng, vung Như Ý Huyền Ngọc Côn đập xuống đất. Ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, mặt đất chia năm xẻ bảy, bị Như Ý Huyền Ngọc Côn đập ra một cái hố to. Vương Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vén áo lên nhìn về phía ngực, hình con lệ quỷ kia vẫn còn đó. Hy vọng sát quỷ cấm thư không có vấn đề đi. Bí cảnh đóng cửa quá đột ngột, hắn cũng không có thời gian hỏi rõ Kim Phu Nhân hóa giải cấm chế sát quỷ cấm thư như thế nào. Tuy nói hắn chưa trái với lời thề, nhưng hình lệ quỷ còn tồn tại một ngày, hắn liền một ngày không thể an bình. Sau khi quay về Ngụy Quốc, lại bàn bạc với Quảng Đông Nhân hóa giải cấm chế này như thế nào đi. Hắn thu hồi Như Ý Huyền Ngọc Côn, hóa thành một đạo độn quang bay ra khỏi hang núi. Ra khỏi hang núi, Vương Trường Sinh bay về phía bầu trời, nhưng hắn còn chưa bay ra bao xa, liền chợt ngừng lại. Một đạo độn quang màu đen bay tới trước mặt, phía sau còn kéo theo một đạo hào quang màu lam cùng hào quang màu vàng, tốc độ cực nhanh. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn có thể cảm ứng được, ba đạo độn quang đều là tu sĩ kết đan, độn quang màu đen khí tức uể oải, tựa như có thương tích trong người. Tuân thủ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Vương Trường Sinh không muốn xen vào việc của người khác, đáp xuống trên đỉnh núi nào đó. Lý đạo hữu, ngươi tới vừa lúc, hắn chính là tay sai của thượng quan lão tặc, chúng ta cùng nhau giết hắn. Trong độn quang màu đen truyền ra một thanh âm tràn ngập vui sướng. Gắp lửa bỏ tay người. Vương Trường Sinh cau mày, hắn sao luôn gặp phải loại chuyện này. Hắn tung người bay về phía xa, bày tỏ trong sạch. Hắn thấy rõ chân dung của độn quang màu đen là một thanh niên áo bào đen, chính là Vương Lâm. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng chúng ta sẽ bị loại kỹ xảo này lừa được sao? Hào quang màu vàng và hào quang màu lam đẩy nhanh độn tốc, Vương Lâm cũng vội vàng đẩy nhanh độn tốc, ba đạo độn quang biến mất ở chân trời, cũng không có ai để ý tới Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra một ngọc giản màu lam, thần thức chìm vào trong đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Thế mà là hắn không phải tu sĩ trúc cơ sao? Vương Thanh Sơn từng nán lại ở núi Thiên Tuyền Ngô Quốc mấy năm, hắn từng đề cập với Vương Trường Sinh một vị trận pháp sư bậc 2 Vương Lâm, người này am hiểu luyện chế trận kỳ trận bàn. Vương Thanh Sơn nhiều lần mua trận bàn của Vương Lâm, hắn còn vẽ một bức tranh của người này, Vương Trường Sinh chuyển giao cho Vương Minh Giang, để Vương Minh Giang mua từ Vương Lâm trận bàn săn giết yêu thú. Theo Mạc Thải Vân kể, Vương Lâm đã mất tích rất lâu, Vương Trường Sinh vốn tưởng Vương Lâm mất tích rồi, không ngờ ở nơi này sẽ gặp được Vương Lâm. Chương 664, Song Đồng Thử Động Dục 2. Khiến Vương Trường Sinh cảm thấy hoang mang là, theo Vương Thanh Sơn nói, Vương Lâm là tu sĩ trúc cơ, sao có thể biến thành tu sĩ kết đan chứ? Hai tu sĩ kết đan đuổi giết Vương Lâm, nghe giọng điệu Vương Lâm, hình như là gặp kẻ thù. Vương Trường Sinh lắc lắc đầu, mặc kệ Vương Lâm bị ai đuổi giết, không liên quan tới hắn. Hắn hóa thành một đạo độn quang màu lam xé gió chạy đi, tốc độ cực nhanh. Bắc Cương, dãy núi Hỏa Phượng, ngoại hình thân núi giống một con phượng hoàng dương cánh bay cao,
bởi vậy được đặt tên. Dãy núi Hỏa Phượng vốn là sơn môn của Kim Diễm Tông, một môn phái cỡ trung, Bắc Cương đại phái Cửu U Tông nội loạn, sự cân bằng của Bắc Cương bị đánh vỡ, các thế lực lớn công phạt lẫn nhau. Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão Kim Diễm Tông bất ngờ ngã xuống, phó tông chủ dẫn dắt các đệ tử nhập vào Thái Nhất Tiên Môn, nơi này bây giờ là một chỗ phân đà của Thái Nhất Tiên Môn. Trong tòa lầu các màu đỏ nào đó, trên tay Vương Minh Nhân đang cầm một sách sách, cẩn thận đọc. Hắn vừa mới điều đến Bắc Cương, hoàn toàn không biết gì cả đối với tình huống Bắc Cương, đang tìm đọc điển tịch tông môn thu thập được, tìm hiểu thế lực tu tiên Bắc Cương. Bắc Cương rất nhiều núi lửa, người tu tiên Bắc Cương đều là tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, thế lực đông đúc. Ngư Long hỗn tạp, có 5 môn phái thực lực tương đối mạnh, Cửu U Tông có thể xếp vào hàng ngũ 5 cái đứng đầu. Mấy ngàn năm trước, Cửu U Tông từng xuất hiện một vị tu sĩ hóa thần U Minh Thượng Nhân, người này quét ngang Bắc Cương không có địch thủ. Thiếu chút nữa thống nhất Bắc Cương, tuy Cửu U Tông chưa thể nhất thống Bắc Cương, nhưng cũng đặt địa vị Cửu U Tông ở Bắc Cương. Cửu U Tông chiếm cứ lượng lớn tài nguyên khoáng sản, cao thủ nhiều như mây, nội tình thâm hậu, thượng quan vì cùng Diệp Vân Đống là nhân tuyển hàng đầu cho tông chủ đời tiếp theo. Theo tình báo tin cậy, Diệp Vân Đống lấy bày tiệc đãi khách làm danh nghĩa, ám sát thượng quan vì. Nhưng bị thượng quan vi giết ngược lại, Diệp Vân Đống và tâm phúc của hắn chết ngay tại chỗ, Diệp Lâm con trai nhỏ của Diệp Vân Đống không biết tung tích. Theo tin tức tin cậy, Diệp Lâm không những là tu sĩ kết đan, còn là trận pháp sư bậc 3 thượng phẩm. Càng là đối tượng Cửu U Tông trọng điểm bồi dưỡng, thượng quan vi treo giải thưởng 200 vạn linh thạch truy bắt Diệp Lâm. Ai biết tình huống mà không báo lấy đồng tội luận xử, cá nhân hoặc thế lực cung cấp tiện lợi cho Diệp Lâm, đều là tử địch của Cửu U Tông, giết không tha. Thượng quan vi sau khi ngồi lên vị trí tông chủ Cửu U Tông đã thanh tẩy một đám môn nhân, cũng đánh đuổi nhiều tông môn vây công, ngồi vững vị trí tông chủ Cửu U Tông. Một con hạc giấy truyền âm bay vào, Vương Minh Nhân đánh lên một đạo pháp quyết, tiếng một nữ tử chợt vang lên, Vương Sư Điệt, đến Hỏa Phượng Điện một chuyến, có nhiệm vụ. Vương Minh Nhân nhận ra, đây là tiếng của Lãnh Như Mị. Hắn thu hồi ngọc giản, bước nhanh đi ra ngoài, lấy ra pháp khí phi hành bay lên bầu trời. Dãy núi Bách Trùng ở chỗ giao giới Ngô Quốc cùng Triệu Quốc, sinh ra nhiều loại yêu trùng, bởi vậy được đặt tên. Một đạo độn quang màu lam từ nơi xa bay tới, dừng ở giữa không trung, chính là Vương Trường Sinh. Hắn vung cổ tay, một đạo hào quang màu vàng từ trong linh thú châu bay ra, chính là Song Đồng Thử. Nó dùng một viên yêu đan thuộc tính thổ bậc 3 trung phẩm, ngủ say vài năm, bây giờ mới thức tỉnh, vẫn là bậc 2 thượng phẩm. Hiển nhiên, tiến vào bậc 3 cũng không dễ dàng như vậy. Song Đồng Thử kêu không ngừng, Vương Trường Sinh biết nó đói bụng, muốn ăn cái gì, linh dược trăm năm trên người hắn đều bị Song Đồng Thử ăn sạch rồi. Nơi này khẳng định có linh dược, tự ngươi đi tìm đi. Tìm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Vương Trường Sinh bắt pháp quyết, chậm rãi hạ xuống. Song Đồng Thử từ trên vai Vương Trường Sinh nhảy xuống, lắc lư thân thể mập mạp, nhanh chóng lao vào trong rừng rậm, Vương Trường Sinh theo sát sau đó. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Song Đồng Thử xuất hiện ở bên trong một mảng rừng rậm màu xanh. Khi nó đi ngang qua phụ cận đám cỏ dại nào đó, một bóng đen lao ra như tia chớp, cắn về phía Song Đồng Thử. Song Đồng Thử phản ứng rất nhanh, hầu như là cùng lúc bóng đen xuất hiện, ngoài thân nó sáng lên hào quang màu vàng. Một tầng giáp màu vàng thật dày xuất hiện ngoài thân, hai chân dậm một cái, nhảy vút lên, bóng đen vồ hụt. Song Đồng Thử sau khi hạ xuống đất, thân thể co thành một cục, hóa thành một quả cầu màu vàng, nhanh chóng chạy về bên người Vương Trường Sinh. Nó rũ bùn đất trên người, nhanh chóng bò đến trên vai Vương Trường Sinh, đôi mắt nhỏ chuyển động không thôi. Trong miệng phát ra tiếng kêu chít chít, móng vuốt phải chỉ vào cỏ dại, tựa như đang cáo trạng với Vương Trường Sinh. Tập kích Song Đồng Thử là một con mãng xà khổng lồ màu, vàng bậc 2 trung phẩm, không đủ gây sợ hãi. Vương Trường Sinh búng ngón tay, một đạo hào quang màu vàng bắn ra, lóe lên xuyên thủng đầu mãng xà khổng lồ màu vàng. Hắn thả ra phệ hồn kim thiền, cắn nuốt tinh hồn mãng xà khổng lồ màu vàng. Hắn lột da của mãng xà khổng lồ màu vàng, phân thi thể thành mấy mảnh, cho Song Đồng Thử 2 miếng thịt mãng xà lớn. Song Đồng Thử thuần thục, không qua bao lâu đã ăn hết 2 miếng thịt mãng xà lớn, thân thể căng lên, nó tựa như còn chưa hài lòng, đòi Vương Trường Sinh thịt mãng xà. Vóc dáng không lớn, ăn khỏe như vậy. Vương Trường Sinh cười cười, xoa đầu nó, lấy ra một miếng thịt mãng xà. Song Đồng Thử đang muốn ăn, cái mũi nó khẽ hít vài cái, tựa như ngửi được mùi gì,
trở nên hưng phấn, lao về phía bụi cỏ dại cách đó không xa. Một con yêu thử màu vàng hình thể nhỏ một chút từ trong bụi cỏ rậm lao ra, sau khi ngoài thân sáng lên hào quang màu vàng, nhập vào lòng đất, song đồng thử chui vào lòng đất theo. Vương Trường Sinh có chút giờ khóc giờ cười, ăn no ấm cật, song đồng thử ngửi được mùi yêu thử giống cái, lúc này mới sẽ kích động như vậy. Nói tới, bạn lữ của song đồng thử cũng không ít, ở Thanh Liên Sơn Trang đã có nhiều tới 8 con, tên này còn chưa hài lòng, ở dã ngoại đụng phải yêu thử giống cái, lập tức muốn lao lên. Hắn cười cười, bước nhanh đi theo. Song đồng thử độn tốc rất nhanh, nhưng con yêu thử giống cái kia tốc độ cũng không chậm. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 665, hiểu lầm. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh tới trước một vách đá dốc đứng, sau khi ngoài thân hắn sáng lên hào quang màu vàng, liền chui vào vách đá. Không qua bao lâu, hắn xuất hiện ở trong một cái hang đá phong bế, yêu thử giống cái từ lòng đất chui ra. Trong miệng nó phát ra tiếng kêu chít chít, ngoài thân sáng lên hào quang màu vàng, chui về phía vách đá trước mặt. Phành một tiếng vang trầm nặng, yêu thử giống cái không thể chui vào trong vách đá, bị va đập đầu váng mắt hoa. Song đồng thử từ lòng đất chui ra, nó dậm hai chân, nhảy dựng lên, vồ yêu thử giống cái ngã xuống đất. Chúng nó lăn lộn đánh nhau, không qua bao lâu, con yêu thử giống cái kia tựa như là khuất phục, giao phối với song đồng thử. Vương Trường Sinh vẫn chưa để ý tới song đồng thử, ánh mắt dừng ở trên vách đá. Thổ độn thuật cũng mất đi hiệu lực, 8-9 phần 10 là mỏ kim loại nào đó. Hắn nâng tay, cửu khúc thần xa bay ra, biến ảo thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng, bổ vào trên vách đá, một tiếng kim loại va chạm vang lên trầm đục, một màn hào quang màu vàng nhạt bỗng dưng hiện lên. Động phủ cổ tu sĩ, con ngươi Vương Trường Sinh hơi co lại, hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt trở nên hưng phấn. Hắn biến đổi pháp quyết, thanh kiếm khổng lồ màu vàng hóa thành phi châm màu vàng rậm rạp, nối đuôi nhau đánh ở trên màn hào quang màu lam nhạt. Vang lên một trận tiếng trầm đục của nước mưa đánh vào lá chuối. Màn hào quang màu lam không chút dao động, hào quang lưu chuyển không ngừng. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, cấm chế này phòng ngự mạnh như vậy. Hắn nâng tay, kim cương trạc bắn ra, hóa thành một đạo hào quang màu vàng đánh ở trên màn hào quang màu lam, cũng có thể phá hủy màn hào quang màu lam nhạt. Vương Trường Sinh nhíu mày, hai món pháp bảo đều không thể phá hủy cấm chế, tay phải hắn đập về phía màn hào quang màu lam, trên không màn hào quang màu lam nổi lên một gợn sóng. Một vòng xoáy lớn mấy trượng bỗng dưng xuất hiện, một bàn tay khổng lồ màu lam từ trong đó thò ra, hung hăng vỗ ở trên màn hào quang màu lam. Màn hào quang màu lam nhất thời lõm xuống, linh quang lưu chuyển không ngừng. Sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên ngưng trọng, hắn thi triển linh thuật cũng chưa thể phá vỡ cấm chế này, lực phòng ngự cũng quá mạnh rồi nhỉ. Người tu tiên bố trí cấm chế này cũng quá lợi hại rồi nhỉ. Hắn bắt pháp quyết, cửu khúc thần xa hóa thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng, bổ lên màn hào quang màu lam. Một tiếng nổ vang lên, màn hào quang màu lam biến mất không thấy nữa, lộ ra một cửa hang đen xì. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, thu hồi xong đồng thử cùng pháp bảo, thả ra hai con rối thú đi ở phía trước, hắn theo ở phía sau. Hai bên vách đá có dấu vết con người rõ ràng, cách mỗi 30 bước, trên vách đá nhất định được khảm một khối nguyệt quang thạch. Sau khi đi hơn 100 bước, phía trước xuất hiện một chỗ rẽ, rẽ trái đi mấy chục bước, lại có một chỗ ngoặt. Không qua bao lâu, một hang đá đơn sơ lớn khoảng một mẫu xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Giữa hang đá có một tòa pháp trận lớn hơn 10 trượng, trên pháp trận khắc lượng lớn phù văn màu bạc to bằng hạt gạo. Ở quanh pháp trận dựng 4 cây cột đá màu vàng nhạt, trên mỗi một cây cột đá đều điêu khắc hình một con yêu thú sống động như thật. Trừ pháp trận cùng 4 cây cột đá, không có vật gì khác nữa. Pháp trận chợt kịch liệt chớp lên, toàn bộ phù văn bừng sáng, một cột sáng màu bạc thô to phóng lên trời. Thời gian hai nhịp thở qua đi, cột sáng màu bạc biến mất, hiện ra bóng người Vương Lâm. Trên người Vương Lâm máu tươi đầm đìa, quần áo không che thân, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, con ngươi Vương Lâm phóng to, trên mặt tràn đầy biểu cảm không thể tin. Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Lâm, trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó, truyền tống trận dưới chân Vương Lâm kịch liệt chớp lên. Vương Lâm tựa như nghĩ tới cái gì, tung người bay đến phụ cận,
vội vàng lấy ra một khối trận bàn màu vàng bốn góc. Một cột sáng màu bạc thô to chợt sáng lên, sau khi cột sáng màu bạc tán loạn, lộ ra bóng dáng hai nam một nữ. Bọn họ vừa mới truyền tống tới đây, mặt ngoài bốn cây cột đá sáng lên vô số phù văn màu vàng, một màn hào quang màu vàng nhạt bỗng dưng hiện lên, úp ngược hai nam một nữ ở bên trong. Nhìn, thấy hai nam một nữ ba tu sĩ kết đan, trong lòng Vương Trường Sinh thầm kêu không ổn, không nói hai lời, bay về phía đường tới đây. Lý đạo hữu, đi mau, tứ nguyên tỏa linh trận không vây được bọn họ bao lâu. Vương Lâm hô to một tiếng, hóa thành một đạo độn quang đi theo. Vương Trường Sinh vừa bay đến chỗ ngoặt, một luồng trọng lực cường đại bỗng dưng hiện lên, ấn chặt hắn trên mặt đất, không thể động đậy, dưới chân hắn sáng lên vô số phù văn màu vàng. Vương Lâm ở trong một mảng hào quang màu vàng bao vây, nghênh ngang bay qua bên người Vương Trường Sinh. Khốn kiếp! Vương Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, lần đầu tiên gặp nhau có thể nói là không quen biết, lần thứ hai ở nơi này gặp nhau, hắn muốn nói không quen biết Vương Lâm, chỉ sợ không có ai tin tưởng. Tay phải hắn vỗ vào không trung hướng phía Vương Lâm, một bàn tay khổng lồ màu xanh lam chợt xuất hiện ở phía trước, đập về phía Vương Lâm. Một tiếng nổ vang lên, hộ thể linh cháo của Vương Lâm bị đập nát, nhưng hắn kịp thời né tránh, bàn tay khổng lồ chỉ giật xuống mấy miếng vải rách. Vương Lâm thâm ý sâu sắc nhìn Vương Trường Sinh một cái, độn quang nở rộ, bay ra ngoài. Vốn tưởng phát hiện một chỗ động phủ cổ tu sĩ, hóa ra là hậu thủ Vương Lâm chuẩn bị, hắn đánh bậy đánh bạ xâm nhập nơi này, nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Vương Lâm dùng trận pháp vây khốn hắn, chờ ba tu sĩ kết đan thoát vây, Vương Trường Sinh nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Vương Trường Sinh quát to một tiếng, trong cơ thể truyền ra tiếng xương khớp rôm rốp, gân xanh phồng lên, sắc mặt đỏ bừng, chậm rãi đi về phía trước. Nếu không phải hắn là thể tu, chỉ sợ một bước cũng không động đậy được. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng nổ thật lớn từ phía sau truyền đến, Vương Trường Sinh biến sắc, vội vàng đẩy nhanh bước chân. Thông đạo không dài, nhưng đi mỗi một bước đều cực kỳ khó khăn. Trên mặt đất phân tán nhiều giọt máu tươi, hiển nhiên là từ trên người Vương Lâm nhỏ xuống. Chương 666, Thanh gươm hai lưỡi, 1. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh đi ra khỏi hang núi, cầm trên tay mấy miếng vải rách, ánh mắt âm trầm. Hắn thả ra song đồng thử, để nó ngửi mảnh vải rách một lần, bay về phía đông nam. Hắn còn chưa bay ra bao xa, trong hang núi truyền ra một đợt tiếng nổ. Vương Trường Sinh bị dọa giật mình một cái, độn quang bùng lên. Sau thời gian một chén trà nhỏ, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, đất rung núi chuyển, mặt đất chia năm xẻ bảy, ba bóng người từ trong đó bay ra. Quả nhiên có đồng lõa, không thể tha cho tên này. Có thể quen biết, cũng có thể không quen biết, Đông Hoang không phải địa bàn của Cửu U Tông chúng ta, đừng sinh sự. Diệp Lâm mới là mục tiêu của chúng ta, chỉ cần hắn chưa giải trừ Cửu U huyết quỷ cấm, hắn không chạy được, tìm không thấy Diệp Lâm, lại tìm người này. Lão giả áo bào vàng lấy ra một khay ngọc màu đen, đánh lên một đạo pháp quyết, không có lấy một chút phản ứng. Cái này, sao có khả năng, vừa rồi tâm hồn bàn còn có phản ứng, chẳng lẽ hỏng rồi? Không đúng, tâm hồn bàn là pháp bảo tông chủ tự tay luyện chế, trong vòng vạn dặm đều có thể cảm ứng được khí tức của Diệp Lâm, trừ phi hắn đã giải trừ Cửu U huyết quỷ cấm, lúc này mới trôi qua bao lâu. Có thể giải trừ Cửu U huyết quỷ cấm hắn đã sớm giải trừ, cần gì chờ tới hôm nay. Có thể trên người hắn có dị bảo gì, tạm thời chặt đứt liên hệ, chỉ cần hắn chưa giải trừ Cửu U huyết quỷ cấm. Hắn không chạy được, thật sự không được, tìm tên kết đan tầng 1 vừa rồi kia, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ba người bàn bạc một lát, hóa thành ba đạo độn quang xé gió chạy đi. Trong hang núi bí ẩn nào đó ngoài ngàn dặm, Diệp Lâm ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, ngực để trần, sắc mặt tái nhợt, ở ngực hắn, có mấy hình lệ quỷ màu đen dương nanh múa vuốt. Cuối cùng đã hóa giải Cửu U huyết quỷ cấm, nhưng ta chỉ còn lại có hơn 50 năm tuổi thọ. Thượng quan vi, thù này không báo không phải quân tử, cho dù ta sống không lâu nữa, ở trước khi ta chết, ta sẽ phát tán Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển ra ngoài. Để công pháp chấn tông của Cửu U Tông mỗi người một phần, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể thừa nhận nổi hậu quả này hay không? Ha ha. Mặt Diệp Lâm lộ vẻ dữ tợn, có chút điên cuồng nói. Hắn thi triển bí thuật nào đó, hóa giải Cửu U huyết quỷ cấm, nhưng tuổi thọ chỉ còn lại có hơn 50 năm. Tu vi chỉ trúc cơ kỳ, một khi khôi phục tu vi kết đan kỳ,
hắn lập tức lọt vào huyết quỷ cắn nuốt cơ thể mà chết. Không có cách nào cả, cửu u huyết quỷ cấm là bí mật bất truyền của cửu u tông, điều kiện thi triển thuật này cực cao, bởi vì thi triển thuật này, thượng quan vi cần điều dưỡng mấy chục năm, trúng cửu u huyết quỷ cấm, một thân khí huyết sẽ chậm rãi bị huyết quỷ hút khô, đoạt xá cũng vô dụng, một khi trúng thuật này là hết cứu. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ thật lớn vang lên, một đạo hào quang màu lam bay vào, chính là Vương Trường Sinh. Trên tay Vương Trường Sinh nắm Như Ý Huyền Ngọc Côn, vẻ mặt lạnh như băng, song đồng thử ghé vào trong lòng Vương Trường Sinh. Ngươi sao nhanh như vậy đuổi tới rồi? Diệp Lâm trợn mắt há hốc mồm, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trúc cơ kỳ, hừ, còn muốn gạt người. Ánh mắt Vương Trường Sinh lạnh lùng, Như Ý Huyền Ngọc Côn nhanh chóng phình to kéo dài, đánh về phía Diệp Lâm. Diệp Lâm thiếu chút nữa hại chết Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh sẽ không bỏ qua cho Diệp Lâm. Diệp Lâm bị dọa mất vía, hắn bây giờ chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, căn bản không phải đối thủ của Vương Trường Sinh. Đợi một chút, ta là trận pháp sư bậc 3 thượng phẩm, đừng giết ta có thể giúp ngươi bố trí trận pháp, trong đầu của ta có công pháp thiên phẩm. Diệp Lâm vội vàng mở miệng, hắn thật không dễ gì chạy thoát từ miệng cọp, không hy vọng hồ đồ chết ở trên tay Vương Trường Sinh. Trận pháp sư bậc 3 thượng phẩm, công pháp thiên phẩm. Vương Trường Sinh nhíu mày, Như Ý Huyền Ngọc Côn ngừng lại, cách đầu Diệp Lâm chỉ khoảng một thước. Ngươi không phải tu sĩ kết đan sao? Chờ ngươi khôi phục pháp lực, chỉ sợ chết chính là ta, chỉ có người chết mới có thể làm người ta yên tâm. Vương Trường Sinh lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Trận pháp sư bậc 3 thượng phẩm tất nhiên quý giá, nhưng ai dám bảo đảm lời của Diệp Lâm là nói thật? Ai biết Diệp Lâm có phải thi triển bí thuật nào đó hay không? Tu vi tạm thời ngã xuống trúc cơ kỳ, qua một đoạn thời gian khôi phục tu vi, xui xẻo là Vương Trường Sinh. Giết ta, ngươi chỉ đạt được vài món pháp bảo, ta sống, có thể sáng tạo cho ngươi càng nhiều giá trị hơn. Trong đầu của ta cất chứa rất nhiều thứ, bao gồm công pháp thiên phẩm. Ta là trận pháp sư bậc 3 thượng phẩm, ta biết bố trí nhiều loại trận pháp bậc 3. Bao gồm truyền tống trận cỡ lớn, ngươi nếu không yên tâm đối với ta, ngươi khóa ta ở trong trận pháp bậc 3. Không có pháp bảo, cho dù có pháp lực, không có pháp bảo, ta cũng không cách nào phá trận mà chạy. Tiếng Diệp Lâm tràn ngập dụ hoặc, vẻ mặt khẩn trương. Vương Trường Sinh động lòng rồi, trận pháp là điểm yếu của Vương gia, nếu là có một vị trận pháp sư bậc 3, Vương gia sẽ phát triển nhanh hơn. Cái khác không nói, chỉ là luyện chế trận bàn trận kỳ bán ra, đã có thể kiếm một lượng lớn linh thạch. Mọi việc đều có lợi hại, nếu là Diệp Lâm nói dối, Vương Trường Sinh sẽ xui xẻo to, nhưng đề nghị của Diệp Lâm không tồi, khóa Diệp Lâm ở trong trận pháp bậc 3, thu đi pháp bảo của hắn, hắn hẳn là không thể đào tẩu. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói trên lý luận, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nói trắng ra là, Diệp Lâm là một thanh gươm hai lưỡi, dùng tốt, sẽ là một trợ lực lớn của Vương gia, nếu là dùng không tốt, rất dễ dàng thương tổn đến Vương gia. Vương Trường Sinh vung tay phải, một đạo hào quang màu vàng bay ra, sau khi mơ hồ, xuất hiện ở đỉnh đầu Diệp Lâm, chụp xuống, trói chặt hai tay của hắn lại với nhau. Thân hình Vương Trường Sinh nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trước mặt Diệp Lâm, lục soát lấy đi túi trữ vật trên người Diệp Lâm. Hắn cẩn thận kiểm tra một lần, sau khi xác nhận trên người Diệp Lâm không cất giấu pháp bảo phù triện, lúc này mới yên lòng. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 667, Thanh Gươm Hai Lưỡi, 2. Thành thật khai ra xuất thân của ngươi, còn có ba tu sĩ kết đan kia vì sao sẽ đuổi giết ngươi, cơ hội chỉ có một lần. Ngươi nghĩ kỹ rồi nói, nếu ta phát hiện ngươi gạt ta sẽ không cho ngươi cơ hội lần thứ hai, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Vương Trường Sinh nói từng chữ một, giọng điệu lạnh như băng. Diệp Lâm do dự một lát, thở dài một hơi, nói đơn giản một lần xuất thân của mình cùng nguyên nhân bị đuổi giết. Bắc Cương, Cửu U Tông, cha ngươi là trưởng lão Cửu U Tông, cạnh tranh vị trí tông chủ thất bại. Tông, chủ Cửu U Tông phái người đuổi giết ngươi. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn từng nghe nói Bắc Cương nơi này, về phần thế lực tu tiên của Bắc Cương, hắn không rõ lắm. Dựa theo cách nói của Diệp Lâm, Cửu U Tông ở Bắc Cương cũng là tông phái lớn số 1 số 2, nếu không cũng sẽ không có công pháp thiên phẩm. Nếu ta giấu giếm ngươi, người Cửu U Tông phát hiện hành tung của ngươi, ta chẳng phải là phải xui xẻo theo.
giết ngươi mới là lựa chọn tốt nhất. Sẽ không, Đông Hoang lớn như vậy, ngươi không nói, ta không nói, bọn họ sao có thể tìm tới cửa chứ? Hơn nữa, ta sống có thể sáng tạo càng nhiều lợi ích hơn cho ngươi. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ vẻ do dự, hắn đổ ra đồ vật trong túi trữ vật của Diệp Lâm, 7 món pháp bảo, 11 tấm trận bàn, mấy trăm cây cờ trận, còn có một chút bày trận tài liệu, một khối ngọc giản hoặc là điển tịch đều không có. Ngươi không cần tìm nữa, công pháp thiên phẩm cùng điển tịch bày trận đều ở trong đầu của ta, ta cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức ghi lại công pháp thiên phẩm ở trong ngọc giản. Trong túi trữ vật có 4 trận pháp bậc 3, ngươi có thể vây ta ở trong trận pháp, không có pháp bảo, cho dù khôi phục tu vi, ta muốn thoát cũng khó. Ngươi nói cho ta biết phương pháp tu luyện công pháp thiên phẩm, không sợ ta giết người diệt khẩu. Diệp Lâm cười cười, nói, cho dù ngươi không cần, ta cũng sẽ phát tán cửu u thiên huyễn bảo điển ra ngoài, chỉ có như vậy, thượng quan vì nữ nhân lẳng lơ kia mới có điều thu liễm. Ta sẽ phát tán ra phương pháp tu luyện 4 tầng đầu, cái này cũng là tốt cho ngươi, nếu không ngươi nếu tu luyện công pháp này, rất nhanh sẽ bị cửu u tông tra được, tài nguyên tu tiên công pháp này cần khá kỳ lạ, nhắm chừng cũng không có mấy ai có thể tu luyện ra. Vương Trường Sinh trầm mặc không nói, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, cân nhắc lợi hại trong đó. Trong này có trận pháp truyền tống trận không? Không có cờ trận, nhưng tài liệu bố trí truyền tống trận còn có một ít, có thể bố trí một tòa truyền tống trận song hướng, khoảng cách truyền tống ở trong vòng 3 vạn dặm. Vương Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, được, ta tạm thời tha cho ngươi một mạng, ngươi nếu dám giở trò, ta lập tức lấy mạng ngươi. Hắn thu hồi đồ vật trên mặt đất, ngoài thân sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, đặt một tay lên trên vai Diệp Lâm, hai người chui vào lòng đất biến mất. Dãy núi Thái Nhất, trong hang động nào đó trong lòng đất, đám người Vương Thanh Sơn đang vây công 3 con gấu khổng lồ màu vàng hình thể thật lớn. 3 con yêu thú bậc 2, 2 con bậc 2 thượng phẩm, 1 con bậc 2 hạ phẩm, hình như là cả nhà, nhưng chúng nó vết thương chồng chất, rõ ràng ở thế yếu. Săn giết yêu thú khá nguy hiểm, cho dù có 4 vị tu sĩ trúc cơ dẫn đội, vẫn có 3 tộc nhân chết thảm ở trong miệng yêu thú, 2 tộc nhân bị thương nặng, đang điều dưỡng ở trong phường thị. Giống giống, 2 con yêu gấu bậc 2 thượng phẩm phát ra một tiếng giống quái, dị, phun ra một cơn lốc màu vàng, thổi bay pháp khí đánh tới, hóa thành 2 làn gió tanh lao về phía Vương Thu Minh. Không ổn, Thu Minh mau lùi. Khuôn mặt xinh đẹp của Uông Như Yên biến sắc, ngón tay ngọc nhanh chóng lướt qua dây tỳ bà, một mảng lớn sóng âm màu xanh càn quét ra. 2 con yêu gấu phun ra một làn sóng âm màu vàng, 2 làn sóng âm va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí cường đại. Bách kiếm quy nhất. Vương Thanh Sơn lạnh lùng quát một tiếng, mấy trăm cây phi kiếm màu xanh bỗng dưng hiện lên ở phía trước, đánh về phía 2 con yêu gấu vết thương chồng chất. 2 tiếng kêu thảm thiết vang lên, 2 con yêu gấu màu vàng bị mấy trăm cây phi kiếm màu xanh xuyên thủng thân thể. Một con yêu gấu khác thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn, một quả cầu lửa cỡ lớn chợt từ trên trời giáng xuống, nện ở trên thân nó, ngọn lửa hừng hực bao phủ thân thể nó. Vương Thu Minh nhân cơ hội lấy ra một con gấu màu vàng, từ trên cao nện xuống, một tiếng hét thảm vang lên. Thất bá thật lợi hại, yêu gấu bậc 2 thượng phẩm cũng không ngăn được một bí thuật này của người. Vương Thu Minh nhìn 2 con yêu gấu ngã trong vũng máu, vẻ mặt hâm mộ. Vì giữ bí mật, Vương Thanh Sơn dối xưng bách kiếm quy nhất môn tiểu thần thông này là bí thuật, chỉ có số ít người biết chân tướng. Vương Thanh Sơn mỉm cười, khiêm tốn nói, không có gì, cháu nếu là trúc cơ, cháu cũng có thể làm được. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau chóng trở về đi. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ đi ra khỏi hang động, Vương Thanh Sơn thả ra một con thuyền bay, chở mọi người bay về phía bầu trời. Ngụy Quốc, Hồng Diệp Lĩnh, một đạo độn quang màu lam từ bầu trời nơi xa bay tới, đáp ở phụ cận Hồng Diệp Lĩnh. Độn quang chợt tắt, lộ ra Vương Trường Sinh và Diệp Lâm, trên đầu Diệp Lâm đội áo choàng màu đen, làm người ta không thấy rõ khuôn mặt hắn. Vương Trường Sinh cũng không dám an trí Diệp Lâm ở Thanh Liên Sơn Trang, Hồng Diệp Lĩnh trái lại là một lựa chọn không tệ. Vương Trường Sinh lấy ra một lá bùa truyền âm, thấp giọng nói vài câu, ném vào trong sương mù dày đặc phía trước. Mê vụ trận bậc 2 hạ phẩm, quá kém rồi, cũng chỉ phòng được một số kẻ không hiểu trận pháp. Diệp Lâm đánh giá, lấy trình độ trận pháp của hắn, tự nhiên chướng mắt bộ trận pháp này. Không qua bao lâu, sương mù dày đặc biến mất, Vương Thu Hâm từ bên trong bay ra, mấy tu sĩ luyện khí đi theo phía sau. Tôn Nhi bái kiến cửu thúc công,
Vương Trường Sinh khoát tay, phân phó, sắp xếp cho ta một chỗ yên tĩnh, càng yên tĩnh càng tốt. Vương Thu Hâm không dám chậm trễ, vội vàng dẫn đường cho Vương Trường Sinh. Chương 668, dàn xếp Diệp Lâm. Không qua bao lâu, Vương Trường Sinh xuất hiện ở trong một căn nhà yên tĩnh, nơi này là chỗ ở của Vương Thu Hâm, nhưng bây giờ thuộc sở hữu của Vương Trường Sinh. Từ giờ trở đi, chưa có ta phân phó, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào nơi này. Vương Trường Sinh phân phó một tiếng, để Vương Thu Hâm lui xuống. Trong sân, có một tòa lầu các màu xanh cao 3 tầng, bên cạnh lầu các trồng vài cây linh trúc màu xanh. Tay áo bào Vương Trường Sinh vung lên về phía lầu các màu xanh, hơn trăm cây cờ trận màu vàng bắn ra, xoay vù vù, hóa thành hơn trăm cây cờ phướn hào quang màu vàng lưu chuyển không ngừng, nhập vào phụ cận lầu các màu xanh. Bộ thú thổ phong linh trận này là trận pháp bậc 3 trung phẩm, là Diệp Lâm tự tay luyện chế, bây giờ bị Vương Trường Sinh lấy để vây khốn Diệp Lâm. Vương Trường Sinh lấy ra một tấm trận bàn màu vàng, đánh lên một đạo pháp quyết, một mảng lớn sương mù màu vàng từ lòng đất trào ra, bao phủ cả sân nhà. Vương Trường Sinh dẫn theo Diệp Lâm đi vào, trong lầu các có một tầng hầm ngầm lớn hơn 20 trượng. Diệp đạo hữu, ngươi ở đây bố trí truyền tống trận đi. Vương Trường Sinh đưa cho Diệp Lâm một túi chữ vật, phân phó. Diệp Lâm tiếp nhận túi chữ vật, lấy ra tài liệu bày trận bên trong, bắt đầu bố trí truyền tống trận, Vương Trường Sinh ở một bên giám thị. Lấy trình độ trận pháp của Diệp Lâm, bố trí một tòa truyền tống trận không tính là gì, hắn tốn một canh giờ, đã bố trí xong truyền tống trận. Đây là truyền tống trận song hướng, hai bên có thể tự do lui tới. Diệp Lâm đã bố trí ở Thanh Liên Sơn Trang một tòa truyền tống trận, bố trí xong một tòa truyền tống trận này là có thể sử dụng. Bố trí xong truyền tống trận, Vương Trường Sinh thả ra một con rối thú, để con rối thú đứng ở trên truyền tống trận, để vào rãnh linh thạch trung phẩm, đánh lên một đạo pháp quyết. Một mảng lớn cột sáng màu trắng từ trên truyền tống trận sáng lên, bao phủ thân thể con rối thú. Không qua bao lâu, cột sáng màu trắng tan đi, con rối thú biến mất. Truyền tống trận chợt kịch liệt chớp lên, hào quang màu trắng lóe lên, Vương Trường Nguyệt chợt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Nguyệt khuôn mặt mũm mĩm trẻ con, trên mặt treo nụ cười ngọt ngào, trên tay còn cầm một trái cây màu xanh đã ăn một nửa. Nàng cười ngọt ngào với Vương Trường Sinh, nói, "Ta thành công rồi, thật sự có thể truyền tống tới đây. Đây là đương nhiên, truyền tống trận loại nhỏ mà thôi, nếu có đủ tài liệu, truyền tống trận cỡ lớn ta cũng có thể bố trí ra." Diệp Lâm cười nhạt, giọng điệu tràn ngập tự tin. Vương Trường Nguyệt cắn một miếng trái cây, vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Lâm. Trường Nguyệt, muội đi về trước đi. Chuyện truyền tống trận, không được nói cho người khác, bản thân muội biết là được, đây là cơ mật trong tộc. Ca, muội biết nặng nhẹ, vậy muội đi về trước. Vương Trường Nguyệt đáp ứng, đi đến trên truyền tống trận, đánh một đạo pháp quyết lên truyền tống trận, sau khi một mảng cột sáng màu trắng sáng lên, nàng biến mất. Bên trong còn có tài liệu bày trận, ngươi hẳn là biết làm thế nào chứ? Diệp Lâm cười cười, nâng bước đi về phía góc, tiếp tục bố trí trận pháp. Diệp Lâm chính là một quả bom hẹn giờ, nếu là Cửu U Tông tìm tới cửa, vậy thì phiền toái rồi. Vương Trường Sinh thật ra muốn giết Diệp Lâm, nhưng một câu của Diệp Lâm đã khiến hắn thay đổi chủ ý, giết ta, ba tên đó sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Bọn họ không tìm thấy ta, tự sẽ tìm đến ngươi. Bọn họ từng thấy ngươi hai lần, tìm tới cửa là chuyện sớm hay muộn, ngươi giết ta, chẳng lẽ bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi? Sau lưng ngươi nếu là có mấy vị tu sĩ Nguyên Anh còn dễ nói, nếu là không có, bọn họ cũng sẽ không tha cho ngươi. Giết Diệp Lâm, tu sĩ kết đan của Cửu U Tông vẫn sẽ tìm tới cửa. Diệp Lâm thi cốt vô tồn, lấy cái gì giải thích, giao ra Diệp Lâm. Vậy càng không được, nhỡ đâu Diệp Lâm cắn ngược lại một cái, nói Vương Trường Sinh biết phương pháp tu luyện công pháp chấn tông của Cửu U Tông. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, người Cửu U Tông cũng sẽ không tin tưởng lời của Vương Trường Sinh. Vì bảo đảm truyền thừa Cửu U Tông không tiết lộ ra ngoài, người Cửu U Tông chuyện gì cũng làm ra được. Vương Trường Sinh bây giờ là đũng quần dính bùn, không phải cướp cũng là cướp, hắn chỉ có thể cắn chặt, không quen biết Diệp Lâm. Đương nhiên, hắn cần làm thêm nhiều sự chuẩn bị, tránh cho bị Cửu U Tông hốt cả ổ. Diệp Lâm có chết hay không? Người Cửu U Tông sớm hay muộn tìm tới cửa, một tên Diệp Lâm sống, có thể cho Vương gia trợ giúp lớn hơn nữa. Ba canh giờ sau, Diệp Lâm bố trí xong trận pháp,
tự giác đứng ở bên trong một màn hào quang màu vàng lớn hơn 10 trượng. Vương Trường Sinh lấy ra một cái bát sứ màu lam, đổ một ít chất lỏng màu đen vào trong đó, mở mồm phun ra một mảng lớn tinh huyết. Bắt pháp quyết, chất lỏng màu đen bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hắn lấy ra một cái bình thu hồn, thả ra tinh hồn một con yêu cầm bậc 3 hạ phẩm. 10 ngón tay búng liên tục, đánh mấy đạo pháp quyết lên tinh hồn yêu cầm xoay một cái, lóe lên nhập vào trong bát sứ. Tinh hồn yêu cầm cắn nuốt chất lỏng màu đen, hình thể phình to, lóe lên nhập vào trong cơ thể Diệp Lâm. Ta khuyên ngươi đừng chạy trốn, nếu không ta thúc giục diệt hồn cấm, mạng nhỏ của ngươi liền không bảo đảm nữa. Vương Trường Sinh lạnh lùng nói. Chuyến đi di chỉ Kim Dương Tông, Uông Như Yên mang về một đống ngọc giản, trong đó có mấy môn cấm thuật cao cấp, diệt hồn cấm chính là một loại cấm thuật trong đó. Cấm thuật này nhằm vào thần hồn, cần tinh hồn yêu thú cấp cao làm tài liệu chính, tài liệu khác là phụ. Thuật này chịu giới hạn bởi phạm vi làm phép, nếu là Diệp Lâm nháy mắt chạy ra mấy ngàn dặm, Vương Trường Sinh cũng không có cách nào làm gì hắn, lúc này mới bố trí trận pháp bậc 3, làm 2 tầng bảo hiểm. Diệp Lâm cười nhạt, nói, yên tâm, ta biết nặng nhẹ, lấy tu vi trúc cơ kỳ của ta chạy ra, chỉ là tự tìm đường chết. Hy vọng thế, ngươi thành thật ở lại nơi này đi. Vương Trường Sinh dặn dò một tiếng, lấy ra một tấm trận bàn màu vàng, đánh lên một đạo pháp quyết. Vô số phù văn màu vàng sáng lên, hóa thành một màn hào quang màu vàng nhạt, bao phủ Diệp Lâm ở bên trong. Các bạn đang nghe truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 669, Bế quan tu luyện. Hai bộ trận pháp bậc 3, nếu Diệp Lâm còn có thể chạy trốn, Vương Trường Sinh cũng không có cách nào làm gì gã. Hắn chung quy không thể nhìn chằm chằm Diệp Lâm mọi lúc, phái người trông Diệp Lâm. Vậy càng vô dụng, Diệp Lâm là trận pháp sư bậc 3 của Cửu U Tông, bí thuật biết được khẳng định không ít. Vương Trường Sinh nâng bước đi ra ngoài, trở lại mặt đất. Hắn đổ ra toàn bộ thu hoạch đoạt được trong Thiên Lang bí cảnh. 6 viên yêu đan bậc 3, 5 viên bậc 3 hạ phẩm, 1 viên bậc 3 trung phẩm, 2 cái tinh hồn bậc 3, 1 lô tài liệu luyện khí bậc 3, pháp bảo có 3 cây phi đao hào quang màu đỏ lập lòe, 1 cái ô nhỏ màu đỏ cùng một món như ý huyền ngọc côn, 7 cây linh dược 500 năm trở lên, 1 trái phục kim quả tăng thêm 1 phần tỷ lệ kết đan, hơn 500 cân thiên địa linh thủy bậc 3, 1 đám trứng linh trùng, 10 mấy hạt châu màu đen không biết tên, quý giá nhất là khối lưu ly triều nguyệt thạch kia. Đây còn là thứ Vương Trường Sinh đạt được, thu hoạch của Diệp Lâm cũng thuộc về Vương Trường Sinh, tài vật trên người Diệp Lâm càng nhiều hơn, đều bị Vương Trường Sinh thu ở trong chữ vật châu. Hắn lúc trước đã về Thanh Liên Sơn Trang một chuyến, nhưng khá vội vàng, chưa gặp mặt Vương Thanh Khải. Lúc trước Vương Minh Giang bị lòng tham làm váng đầu óc, cướp giết đệ tử Thái Nhất Tiên Môn, Vương Trường Sinh vì chùi đít cho Vương Minh Giang, đành phải mượn Hạo Thiên Kính của Thái Nhất Tiên Môn trùng kích kết đan kỳ. Sau khi kết đan, cuộc sống tuy khổ, nhưng không có gì mạo hiểm, gia tộc vẫn luôn vững vàng phát triển. Chuyến đi Thiên Lang bí cảnh một lần này, Vương Trường Sinh đạt được một lượng lớn tài vật, đặc biệt lưu ly triều nguyệt thạch. Có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện của hắn, vốn tưởng tất cả đều phát triển tới phương hướng tốt đẹp, nhưng chuyện Diệp Lâm, giống như một tảng đá lớn đè ở trong lòng Vương Trường Sinh, hắn phải nhanh một chút tăng lên tu vi, mặt khác, gia tộc phải nhanh một chút bồi dưỡng ra vị tu sĩ kết đan thứ hai. Ngoài ra, hắn cần phái ra một ít tộc nhân trung tâm, sợ bị người ta hốt cả ổ. Cơ trận bàn bậc 3 trên tay Diệp Lâm, không thể đặt ở Vương gia sử dụng, Vương Trường Sinh chỉ có thể đi nơi khác mua. Diệp Lâm là trận pháp sư bậc 3 thượng phẩm, nếu người Cửu U Tông chậm chạp không tìm thấy Diệp Lâm, hẳn là sẽ xuất phát từ phương diện trận pháp. Thế lực nào sản xuất lượng lớn cơ trận pháp bậc 3, hoặc là trận pháp đột nhiên trở nên lợi hại, thế lực này liền rất có khả năng che giấu Diệp Lâm. Bởi vậy, Vương Trường Sinh tạm thời không thể để Diệp Lâm hỗ trợ bố trí trận pháp bậc 3, cho dù là trận pháp bậc 2, cũng phải thận trọng. Vương Trường Sinh thu lại tài liệu trên mặt đất dựa theo phân loại, tự tay viết một phong thư, đi ra ngoài. Hắn giao thư tự tay viết cùng 2 viên yêu đan bậc 3 hạ phẩm cho Vương Thu Hâm, phân phó, Thu Hâm, cháu lập tức về Thanh Liên Sơn Trang một chuyến, bảo Thanh Khải làm theo ta nói. Không thể kéo dài, yêu đan nhất định phải giao cho Thanh Khải, để cho Thanh Kỳ luyện chế trúc cơ đan. Sự tồn tại của truyền tống trận, chỉ có Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Nguyệt biết tình huống,
Vương Trường Sinh không muốn để quá nhiều người biết. Vâng, cửu thúc. Vương Thu Hâm đáp ứng, xoay người rời khỏi. Về tới trong phòng, Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử, cho nó ăn một viên yêu đan thuộc tính thổ bậc 3 hạ phẩm. Song đồng thử sau khi ăn vào một viên yêu đan bậc 3, còn chạy loạn xung quanh, tỏ ra rất hưng phấn. Vương Trường Sinh hơi do dự, lấy ra một cây nấm màu đen to bằng bàn tay, đút cho song đồng thử. Sau khi ăn vào cây linh dược hơn 600 năm này, song đồng thử như là uống say, đứng dậy, thân thể đung đưa, ngã xuống đất, sau đó quay cuồng sang hai bên, một lát sau, nó nằm úp sấp ở trên mặt đất không nhúc nhích, lâm vào ngủ say. Vương Trường Sinh thu song đồng thử về Linh Thú Châu, lấy ra lưu ly triều nguyệt thạch, đặt ở bên người. Rất nhanh, nhiều điểm sáng màu lam hiện lên ở trong phòng, hơi nước trong phòng trở nên dày đặc. Không hổ là thiên địa kỳ thạch, có lưu ly triều nguyệt thạch, cộng thêm thiên địa linh thủy phụ trợ, trong 10 năm nhất định có thể tiến vào kết đan tầng 2. Hắn lấy ra một cái bình sứ màu lam, cạy nắp bình, một luồng hàn ý thấu xương liền tuôn ra. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, một mảng lớn chất lỏng màu lam từ trong bình sứ màu lam trào ra, xoay vù vù, bao lấy thân thể Vương Trường Sinh. Hắn mặc niệm khẩu quyết tu luyện Quỳ Thủy Chân Kinh tầng thứ 7, bắt đầu tu luyện. Tầng hầm ngầm, Diệp Lâm ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, hai mắt chuyển động không dừng, tựa như đang suy tư chuyện gì. Bắc Cương. Hắc Viêm Môn là một môn phái nhỏ của Bắc Cương, trong môn có hai vị tu sĩ kết đan, môn chủ Nam Cung Thịnh có tu vi kết đan tầng 5. Hắc Viêm Môn vốn là thế lực phụ thuộc Kim Diễm Cung, khi Cửu U Tông nội loạn, Kim Diễm Cung liên hợp nhiều môn phái bất mãn đối với Cửu U Tông, vây công Cửu U Tông. Thượng quan Vi Tân nhậm tông chủ Cửu U Tông dùng Trấn Tông Chi bảo Cửu U Trung, cùng lấy Đại Thần Thông chém giết hai tu sĩ Nguyên Anh, đánh lui liên quân vây công. Sau đó, Thượng quan Vi dẫn dắt môn nhân đệ tử đánh lên Kim Diễm Cung, tiêu diệt Kim Diễm Cung, ngồi vững vị trí tông chủ Cửu U Tông. Nam Cung Thịnh lúc trước cũng tham dự vây công Cửu U Tông, từ sau khi Kim Diễm Cung bị diệt, Nam Cung Thịnh hoảng sợ không chịu nổi. Vẫn luôn muốn tìm một cái đùi to để ôm lấy, nếu là không có đại lão chống lưng, lấy tác phong cường thế của Cửu U Tông, kế tiếp bị diệt môn chính là Hắc Viêm Môn. Phòng nghị sự, Nam Cung Thịnh đang nói cái gì với một nam một nữ, nữ là mỹ phụ áo trắng thân hình cao lớn, toàn thân mỹ phụ áo trắng tản mát ra một luồng sát khí sắc bén, nhìn qua là biết không phải mặt hàng dễ chọc. Nam mặc áo dài màu xanh, dáng người trung đẳng, trên người tản mát ra sát khí nồng đậm. Nam Cung đạo hữu, ngươi còn cân nhắc cái gì? Các ngươi đã trêu chọc Cửu U Tông, trừ Phong Diễm giáo chúng ta chịu thu lưu các ngươi. Còn có thế lực nào dám thu lưu Hắc Viêm Môn các ngươi? Điều kiện chúng ta đưa ra đã rất hậu hĩnh rồi. Mỹ phụ áo trắng lời nói thấm thía khuyên nhủ. Chương 670, Phong Sơn, 1. Trong lòng Nam Cung Thịnh cười khổ một trận, nếu không phải trêu chọc Cửu U Tông, hắn sao có thể đầu nhập vào thế lực khác. Phong Diễm giáo chỗ Mỹ phụ áo trắng là một môn phái lớn, thực lực so với Kim Diễm Cung còn mạnh hơn vài phần. Lúc này, các thế lực đều bận mở rộng thực lực, Phong Diễm giáo cũng không ngoại lệ. Được rồi, tại hạ, Nam Cung Thịnh còn chưa nói xong, một mỹ phụ áo đỏ dáng người đầy đặn bước nhanh đi đến, vẻ mặt có chút kích động. Nam Cung Thịnh nhíu mày, có chút khẩn trương hỏi, phu nhân, đã xảy ra chuyện gì? Phu quân, người Thái Nhất Tiên Môn đến, ở ngay bên ngoài, bọn họ cứ nói Hắc Viêm Môn chúng ta đoạt vật tư của bọn họ, nói là muốn tiêu diệt Hắc Viêm Môn chúng ta. Năm vị tu sĩ kết đan dẫn đội, còn có hơn 100 tu sĩ trúc cơ. Nam Cung Thịnh biến sắc, kinh hô, cái gì? Hắc Viêm Môn chúng ta cướp đoạt vật tư Thái Nhất Tiên Môn khi nào? Đây là muốn gán tội cho người khác. Hắn nhìn về phía nam tử áo xanh, nam tử áo xanh cười nhạt, nói, đã là hiểu lầm, nói rõ không phải được rồi sao? Thái Nhất Tiên Môn mới đến, làm việc cũng sẽ không bá đạo như vậy, trừ phi Thái Nhất Tiên Môn muốn cùng nhau khai chiến với Phong Diễm giáo chúng ta. Được rồi, vậy đi ra ngoài nhìn một cái đi. Không qua bao lâu, bốn người bọn Nam Cung Thịnh đã đến bên ngoài sơn môn, trên lưng một con giao long màu đỏ dài hơn 20 trượng có mấy trăm đệ tử Thái Nhất Tiên Môn đứng, dẫn đội là Mạnh Thiên Chính. Mạnh Thiên Chính đã tu luyện đến kết đan tầng 6, lần này phụng mệnh thu phục Hắc Viêm Môn, Vương Minh Nhân cũng ở bên trong. Tại hạ Thái Nhất Tiên Môn Mạnh Thiên Chính, các ngươi ai là môn chủ Hắc Viêm Môn Nam Cung Thịnh? Ánh mắt của Mạnh Thiên Chính nhìn quét ở trên thân bốn người bọn Nam Cung Thịnh, hắn tự nhiên biết ai là Nam Cung Thịnh, chỉ là giả vờ không biết.
tại hạ chính là môn chủ Hắc Viêm môn Nam Cung Thịnh, Mạnh đạo hữu, phương diện này khẳng định có hiểu lầm, người Hắc Viêm môn chúng ta sao có thể cướp vật tư của các ngươi chứ? Nam Cung Thịnh cười lấy lòng nói, hừ, ý của ngươi là Thái Nhất Tiên môn chúng ta vu oan ngươi, Trần Sư Thúc phán đoán là sai. Những người đó mặc trang phục đệ tử Hắc Viêm môn, không phải người Hắc Viêm môn các ngươi, chẳng lẽ là người Thái Nhất Tiên môn chúng ta? Mạnh Thiên Chính lạnh lùng nói. Tại hạ Phong Diễm giáo Tống Thanh Vân, Mạnh đạo hữu, nói không thì không có bằng chứng, Thái Nhất Tiên môn các ngươi mới đến, làm việc đừng có quá đáng. Nam tử áo xanh nhíu mày nói, sắc mặt có chút không vui. Mạnh Thiên Chính nheo đôi mắt lại, nói, Tống Thanh Vân. Tống Thanh Vân một trong Phong Diễm song sát, ngày khác lại lãnh giáo ngươi. Nam Cung đạo hữu, bây giờ có hai con đường bày ở trước mặt ngươi, một là diệt môn, hai là thư nguyện trung thành, Thái Nhất Tiên môn chúng ta chưa từng bạc đãi người một nhà, ngươi xem mà làm. Cái này, mặt Nam Cung Thịnh lộ vẻ do dự. Thái Nhất Tiên môn các ngươi làm việc đừng có quá đáng, Hắc Viêm môn đã thuộc về Phong Diễm giáo chúng ta, các ngươi đối phó Hắc Viêm môn chính là khiêu khích Phong Diễm giáo chúng ta. Mỹ phụ áo trắng lạnh giọng nói, chính là khiêu khích Phong Diễm giáo các ngươi đó, lại làm sao? Lãnh Như Mị cười lạnh nói, vẻ mặt khinh thường. Vương Minh Nhân nhìn thấy tu sĩ kết đan tranh phong, vẻ mặt lạnh nhạt. Sắc mặt Nam Cung Thịnh trở nên rất khó coi, vô luận là Thái Nhất Tiên môn hay Phong Diễm giáo, hắn người nào cũng không đắc tội nổi. Nam Cung đạo hữu, ta cho ngươi thời gian 10 nhịp thở cân nhắc, nếu là ngươi không trả lời, ta có thể coi là ngươi đối nghịch với Thái Nhất Tiên môn chúng ta, vậy chớ trách chúng ta không khách khí. Nghe xong lời này, trong lòng Nam Cung Thịnh cười khổ một trận. Hắn đảo trong mắt, cười lấy lòng nói, chim khôn chọn cành mà đậu, như vậy đi. Các ngươi đều phái ra 3 đệ tử luận bàn một phen, 3 ván thắng 2, Hắc Viêm môn chúng ta đầu nhập vào phe thắng, như thế nào? Được, đề nghị này không tệ, ta trái lại muốn xem Thái Nhất Tiên môn có phải lợi hại như vậy hay không. Tống Thanh Vân đáp ứng, hắn cũng không muốn kết thù cùng Thái Nhất Tiên môn, thắng là tốt nhất, thua cũng chỉ là chết 3 đệ tử trúc cơ kỳ, Phong Diễm giáo chịu được tổn thất. Vương Minh Nhân nghe xong lời này, hơi động tâm, nếu là có thể đại biểu Thái Nhất Tiên môn xuất chiến và thắng lợi một trận, công lao này cũng không nhỏ. Mạnh Sư Thúc, đệ tử Vương Minh Nhân nguyện ý xuất chiến. Lãnh Sư Thúc, đệ tử Vương Minh Nhân nguyện ý xuất chiến. Vương Minh Nhân vội vàng truyền âm cho Mạnh Thiên Chính cùng Lãnh Như Mị, muốn lập công, mình phải chủ động, đừng nghĩ công lao từ trên trời rơi xuống. Trước khi đến Bắc Cương, Từ Tử Hoa dẫn theo Vương Minh Nhân bái phỏng một lần tu sĩ kết đan tới Bắc Cương, bao gồm Mạnh Thiên Chính và Lãnh Như Mị. Thi đấu tông môn, Vương Minh Nhân đứng 49, thực lực không kém. Vương Minh Nhân từng giúp Lãnh Như Mị hái cây linh dược ngàn năm nào đó, cộng thêm quan hệ của Từ Tử Hoa. Lãnh Như Mị truyền âm cho Mạnh Thiên Chính, Mạnh Sư Huynh, Vương Minh Nhân đệ tử Từ Sư Huynh thực lực không kém, tính hắn một người đi. Lãnh Như Mị đứng trong Thái Nhất Ngũ Kiệt, Mạnh Thiên Chính tự nhiên sẽ nể mặt nàng. Triệu Vô Cực, Tiêu Ngọc Nhi, Vương Minh Nhân, 3 người các ngươi bước ra khỏi hàng. Tống Thanh Vân lúc này phái ra 3 đệ tử trúc cơ kỳ, hai bên chuẩn bị sinh tử đấu. Nửa khắc đồng hồ sau, trên một cái quảng trường đá thật lớn, Nam Cung Thịnh sai người dựng 3 tòa lôi đài đá lớn hơn 100 trượng, một màn hào quang màu xanh nhạt bao phủ lôi đài đá. Đối thủ của Vương Minh Nhân là một nữ tử áo đỏ mi thanh mục tú, trúc cơ tầng 7. Tỷ thí bắt đầu. Theo Nam Cung Thịnh ra lệnh một tiếng, hai bên lần lượt động thủ. Nữ tử áo đỏ lấy ra trước một cái ô nhỏ màu đỏ, phun ra một mảng hào quang màu đỏ bao phủ nàng. Nàng lấy ra pháp khí phòng ngự, một quả cầu lửa cỡ lớn to bằng căn phòng đánh tới. Ầm ầm ầm, một mảng lớn ngọn lửa màu đỏ bao phủ bóng người nữ tử áo đỏ. 5 luồng hào quang màu đỏ chợt bay ra từ trong ánh lửa, lóe lên một cái đã tới trước người Vương Minh Nhân. Vương Minh Nhân không dám chậm trễ, lấy ra một hạt châu màu đỏ, trào ra một mảng lớn sương mù màu đỏ, bảo vệ bản thân. Các bạn vừa nghe xong tập 67 của bộ truyện Thanh Liên Chi Đỉnh của tác giả Tiêu Thập Nhất Mạc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.